Các bạn, đây là mẫu loa mini nha. Thì loa này có âm thanh thì nó cũng không phải dạng là to đâu, mà nó là loa mini, nên là các bạn nên dùng để nghe ở mức độ nghe cơ bản thôi. Thì nó có cổng kết nối và một điều khiển rồi. Nói chung là kích thước của nó chỉ ngang một chiếc điện thoại, dạng loa mini. Anh muốn nói yêu em rất nhiều.